Đảo Hòa Thượng, đạo hiệu Thượng Minh Hạ Ngạn, Thượng Đảo Hòa Thượng, đạo hiệu Thượng Thiện Hạ Pháp và Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Ký, Quang Lâm Bàn Chứng Minh, cũng như Chư Tôn Đức Thường Trực Ban Trị Sự Tỉnh, Chư Tôn Đức Ban Trị Sự Huyện, chúng con cung thỉnh quý Ngài thân lâm Bàn Chứng Minh để an tọa. Xin phép quý Ngài cho chúng con vài phút để ổn định hội trường. Trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Lời đầu tiên thay mặt cho ban tổ chức thành kính cung rước sự hiện diện quý báu của Chư Tôn Đức Tăng Già Nhị Bộ, lãnh đạo Phật giáo các tỉnh, các ban trị sự huyện thị thành, Chư Tôn Đức các tự viện trong toàn tỉnh trở về chứng minh và tham dự
kính chúc quý Ngài an lành, bi trí song vận, Phật sự viên thành, trân trọng được đón tiếp sự hiện diện trân quý của quý vị lãnh đạo các cấp chính quyền, cùng hân hoan chào đón đồng bào Phật tử trong niềm quý kính và đón chào ngày mới tôn vinh sự kiện quan trọng hoàn nguyện chùa Bửu Hưng, trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành. Kính chúc quý vị an lành, hạnh phúc trong kiếp nhân sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch hiện tiền chư tôn Tịnh Đức Tăng già. Kính thưa liệt quý vị, để trình lên quý tôn đức và hội chúng tường tri, ban tổ chức chúng con xin được thông qua chương trình lễ hoàn nguyện và an vị Phật chùa Bửu Hưng với những nội dung như sau: 1. Niệm Phật cầu gia bị. 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần chư tôn đức chứng minh và tham dự. 3. Dâng hoa cúng dường. 4. Phát biểu khai mạc. 5. Báo cáo công tác xây dựng trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành chùa Bửu Hưng. 6. Tặng hoa chúc mừng. 7. Phát biểu của chính quyền. 8. Đạo từ của Hòa Thượng chứng minh. 9. Cử hành nghi thức hoàn nguyện và an vị Phật chánh điện chùa Bửu Hưng, trụ sở Ban trị sự. 10. Sái tịnh khởi công xây dựng cổng tam quan và hội trường Ban trị sự. 11. Lời cảm tạ của ban tổ chức. 12. Hồi hướng thọ trai và hoàn mãn. Đó là chương trình của buổi lễ sáng hôm nay. Kính bạch hiện tiền chư tôn trưởng lão Hòa Thượng chứng minh, kính thưa liệt quý vị, giờ này hồn thiên sông núi hội tụ dưới sự chứng minh hiện tòa đạo tràng của mười phương ba đời chư Phật, để tất cả chúng ta cùng đón nhận hồng ân tam bảo. Thành kính cung thỉnh chư tôn Tịnh Đức Tăng già, mời tất cả quý vị đồng khởi thân niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa trưởng lão Hòa Thượng chứng minh khởi niệm. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh chư tôn trưởng lão cùng chư tôn đức tăng ni, quý vị khách quý an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh, cung kính ngưỡng bái bạch tăng già nhị bộ. Kính thưa quý vị khách quý, đồng hân hoan cùng đồng bào nam nữ Phật tử hiện diện, khi đời sống xã hội ngày được nâng cao, cuộc sống càng hiện đại, thì dường như con người lại hướng tâm hồn mình gần với Phật giáo, gần với cửa chùa. Chùa là biểu tượng thiêng liêng thấm sâu vào lòng dân tộc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, như nước thấm sâu vào lòng đất. Do đó, dù đã trải qua mấy ngàn năm thăng trầm, thịnh suy, vinh nhục, vật đổi, sao dời, phân ly, tụ tán, nhưng hình ảnh của ngôi chùa vẫn mãi mãi hiên ngang, hiện hữu, tồn tại trong lòng người dân Việt. Dẫu trải qua bao cuộc bể dâu, nhưng vẫn còn núi, còn sông, còn chót vót
mãi mái chùa. Vốn dĩ ngôi chùa là chốn thiêng liêng, là nơi trau dồi nếp sống đạo đức, trau dồi đời sống tinh thần sau những chuỗi ngày vất vả mưu sinh, là nơi trở về yên bình sau những tháng năm ngược xuôi giữa dòng đời bão tố. Hơn nữa, một ngôi chùa được dựng lên đồng nghĩa với một cánh cửa ngục tù khổ đau khép lại, và cõi ta bà có thêm nhiều chủng tử Bồ Đề được ươm mầm, đưa giáo lý từ bi của đạo Phật lan tỏa khắp muôn phương. Ngôi chùa Bửu Hưng thuộc trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành hơn một năm trước, vào ngày 3 tháng 8 2022, được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, sau đó Chư Tôn Đức trong Ban trị sự do Đại Đức Thích Đạt Ma Trí Hải làm trưởng ban kiến tạo đã lên kế hoạch, và vào ngày 17 tháng 9 2022 đã tổ chức lễ đặt đá xây dựng. Qua đó tiến hành xây dựng hạng mục số 4 khu hành chánh và xây dựng chánh điện hạng mục số 1, đến nay đã hoàn thiện khu hành chánh đưa vào hoạt động và ngôi Phạm Vũ huy hoàng như ngày hôm nay. Nhằm tỏ lòng tri ân Tam Bảo, tôn vinh công hạnh vì đạo nghiệp của chư vị tiền bối, sự cảm kích đối với tôn đức, sự lãnh đạo của quý vị chính quyền và bà con Phật tử xa gần đã trợ duyên trong suốt tiến trình xây dựng, sáng hôm nay thứ năm ngày 2 tháng 11 2023, nhằm ngày 19 tháng 9 âm lịch năm Quý Mão, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành, chùa Bửu Hưng long trọng tổ chức đại lễ hoàn nguyện và an vị Phật, và đó cũng là lý do của buổi lễ sáng hôm nay. Quang lâm chứng minh và tham dự trong buổi lễ hôm nay, ban tổ chức chúng con vô cùng hạnh phúc khi được cung đón bước chân tịnh lạc của Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng cùng quý vị khách quý. Chúng tôi xin được mạn phép nêu danh quý ngài. Trước nhất, sự hiện diện của Hòa Thượng Đạo Hiệu Thượng Nhật Hảo Quang, thành viên thường trực Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai và huyện Long Thành. Sự hiện diện của Hòa Thượng Đạo Hiệu Thượng Thiện Hà Đạo, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Sự hiện diện của Hòa Thượng Thượng Phước Hạ Tú, Phó Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Phó Hiệu trưởng Thường trực kiêm Chánh Thư ký Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai. Sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Minh Ngạn, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai và huyện Long Thành. Sự hiện diện của Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Minh Trí, nguyên Phó Ban đại diện Phật giáo huyện Long Thành. Sự hiện diện của Đại Đức Thích Minh Ân, Ủy viên Hội đồng trị sự Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sự hiện diện của Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Thông Hạnh, Cố vấn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành. Sự hiện diện của Chư Tôn Đức trong Ban trị sự tỉnh, chúng con xin được giới thiệu Ni trưởng Thích Nữ Xuân Liên, Ủy viên Thủ quỹ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Ni sư Thích Nữ Hạnh Chiếu, Phó Ban trị sự kiêm trưởng phân ban ni giới huyện Long Thành.
Cùng sự hiện diện của chư tôn đức ni, chúng con xin được trân trọng giới thiệu chung sự hiện diện của chư tôn đức tám huyện và hai thành phố, chúng con xin được cung đón và giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Đạo hiệu Thích Minh Trí, Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa. Hòa Thượng Thích Tâm Minh, Phó Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Xuân Lộc. Thượng tọa Thích Tệ Quyên, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa. Sự hiện diện của Đại Đức Thích An Quang, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Xuân Lộc. Sự hiện diện của Đại Đức Thích Chơn Khương, Phó Ban Thường trực kiêm Trưởng Ban Pháp chế Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nhân Trạch. Sự hiện diện của Đại Đức Thích Nhận Thành, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ. Sự hiện diện của Đại Đức Thích Pháp Lợi, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú. Và sự hiện diện của Đại Đức Thích Đạt Ma Trí Hải, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành, Trưởng Ban Tổ chức, cũng như sự hiện diện của chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự thành phố và các huyện trực thuộc, chư tôn đức tăng ni tại các tự viện, chúng con xin được trân trọng giới thiệu chung. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị tôn giáo bạn tham dự trong buổi lễ hôm nay. Sự hiện diện có ông Lễ Sanh Ngọc Phước Thanh, quyền Phó Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh Đồng Nai. Sự hiện diện của ông Trần Văn Hai, Trưởng Ban Trị sự Tịnh Độ Cư sĩ Hội tỉnh Đồng Nai. Và về phía chư tôn đức, về phía các ban ngành, quý vị lãnh đạo, các cấp chính quyền, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Kim Chung, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận tỉnh Đồng Nai. Sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Thị Linh, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai. Sự hiện diện của Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng BA02 Công an tỉnh Đồng Nai. Sự hiện diện của bà Lê Thị Hoài, Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai, cùng quý vị lãnh đạo của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận tỉnh, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chung. Về phía quý vị lãnh đạo các cấp chính quyền, huyện, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Quỳnh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Long Thành. Sự hiện diện của ông Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành. Sự hiện diện của ông Lê Văn Trung, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, huyện Long Thành. Sự hiện diện của ông Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Thành. Sự hiện diện của bà Lê Nguyên Thị Linh, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Long Thành. Sự hiện diện của ông Trần Đức Lộc, Chánh Văn phòng huyện ủy. Sự hiện diện của ông Trần Trọng Phú, Phó Ban Dân vận huyện Long Thành. Sự hiện diện của ông Cao Hữu Nguyên, Phó Trưởng Công an huyện Long Thành. Sự hiện diện của ông Lê Chí Phương, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Long Thành. Sự hiện diện của bà Trần Thị Lệ Quyền, Phó Phòng Văn hóa Thông tin huyện Long Thành. Sự hiện diện của ông Phạm Ngọc Vinh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Long Thành. Cùng quý ban ngành, huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận huyện, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chung. Về phía các cấp chính quyền xã, xin được trân trọng giới thiệu
hiện diện có ông Phạm Nguyễn Hồ Vũ, Phó Chủ tịch xã An Phước. Hiện diện có ông Lê Đình Tính, Phó Chủ tịch Ủy ban thị trấn huyện Long Thành. Hiện diện có ông Lê Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long An. Hiện diện có bà Nguyễn Thị Biển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bầu Cạn, cũng như các vị lãnh đạo các cấp chính quyền xã, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chung. Và sự hiện diện của tất cả nam nữ Phật tử, các mạnh thường quân đã ủng hộ, đóng góp để công trình chánh điện chùa Bửu Hưng được hoàn thành, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu, cũng như được cung đón các vị trong ban thông tấn báo chí, đài truyền thanh Long Thành, thông tin truyền thông tỉnh Đồng Nai, thông tin truyền thông huyện Long Thành, xin trân trọng và đón tiếp liệt quý vị. Kính bạch hiện tiền chư tôn tịnh đức chứng minh, kính thưa liệt quý vị, để thể hiện lòng tôn kính đối với sự hiện diện quý báu của chư tôn đức tăng già, quý quan khách và đạo tràng Phật tử quang lâm dự lễ sáng hôm nay, giờ này xin phép quý ngài cho các em đoàn sinh gia đình Phật tử huyện Long Thành cung kính dâng lên những lẵng hoa tươi thắm, cúng dường tiết mục múa dâng hoa, xin được phép bắt đầu. Pháp nơi
đành dương ngưỡng tình mê lầm lìa xa. Tâm thành con kính dâng lên nguyện cầu chư Phật chứng sinh gia đình Phật tử huyện Long Thành. Xưa có trưởng giả trải vàng mua đất, vì Thế Tôn xây cất đạo tràng, kỳ viên tịnh xá mở mang, kinh thành xá vệ huy hoàng pháp đăng. Nay thiện tính lòng vàng trải đất, vì chúng sinh xây cất đạo tràng, Bủ Hưng Phạm Vũ mở mang, Long Thành An Phước Pháp Đăng Huy Hoàng. Để ôn lại sự hình thành và phát triển của ngôi chùa Bủ Hưng, trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành, giờ này đây xin phép Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng Chứng Minh cùng toàn thể liệt quý vị cho phép Đại Đức Thích Đạt Ma Chí Hải, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành, Trưởng Ban tổ chức lên phát biểu khai mạc. Thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa Thượng Thượng Nhật Hạ Quang, chứng minh thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành. Kính bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng chứng minh. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, Quý Ni Trưởng, Quý Ni Sư, Chư Đại Đức Ni, kính thưa quý cấp lãnh đạo các cấp, kính thưa quý đạo hữu nam nữ Phật tử. Gần 10 tháng trước, lễ đặt đá xây dựng chùa Bửu Hưng, trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành được long trọng cử hành vào lúc mùng 1 tháng 11 năm Nhâm Dần. Trước tiên là thi công lại hai hạng mục chính điện trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành, chùa Bửu Hưng và khu hành chánh Ban Trị sự. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, kinh tế eo hẹp, nhưng với sự nhiệt tâm ủng hộ của Giáo hội tỉnh, của các cấp lãnh đạo, chính quyền tỉnh, chính quyền địa phương, Chư Tôn Đức Tăng Ni và nhất là Chư Thiện Tín xa gần, gồm thành phần đã đóng góp tất cả vật chất và tinh thần, đặc biệt với sự quan tâm và phát tâm của Phật tử Nguyễn Thị Kim Ánh tự Mỹ Ly, pháp danh Diệu Bi, đã đầy đủ duyên lành với Tam Bảo, đã trợ duyên ủng hộ cho trụ sở Ban Trị sự hiện nay có ngôi chánh điện trang nghiêm để thỉnh tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chư vị tổ sư, các vị long thần hộ pháp vào an vị, đồng thời pháp khí chuông trống và các pháp khí khác được trang nghiêm đầy đủ. Dưới sự chứng minh và gia hộ của Chư Tôn Đức, Phật sự trên được làm trong tinh thần hòa hợp để cùng dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo và các bậc hiền thánh, đồng thời cũng tạo duyên lành cho Chư Tăng Ni Phật tử xa gần thêm nơi trang nghiêm nữa để trở về nương tựa tu học. Việc tổ chức được tiến hành gấp rút nên công tác chuẩn bị chưa được chu đáo. Tuy nhiên, hôm nay được sự có mặt chứng minh của Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị khách quý, quý đạo hữu nam nữ Phật tử là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức được trên bước đường lợi lạc quần sinh. Sau lễ hoằng nguyện và an vị tôn tượng Phật, tổ sư, chư vị hộ pháp tại chánh điện sẽ khởi công xây dựng hội trường trụ sở và cổng tam quan. Phật sự sắp tới, chúng con kính mong trên sự quan tâm của Chư Tôn liệt vị và quý Phật tử xa gần hỗ trợ và cúng dường cho Phật sự của Ban Trị sự chúng con chóng thành viên mãn. Nơi đây, chúng tôi luôn nghĩ đến việc tạo cho mọi người, mọi tầng lớp đều có thể đóng góp vào Phật sự chung, để mọi người đều trọn được niềm công đức. Trong giờ phút này, chúng con một lòng cúi đầu hướng về chư vị Hòa Thượng, chư vị Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Ni, kính ngưỡng mong quý Ngài chứng minh và hộ niệm cho chúng con hoàn thành Phật sự của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành trong công tác kiến tạo và xây dựng lại tất cả các hạng mục mà Ban Trị sự chúng con đã sắp xếp và trình bày đầy đủ. Chúng con xin nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo gia bị cho quý Ngài được nhiều sức khỏe, trí tuệ viên minh, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Kính nguyện quý vị khách quý cùng tất cả quý Phật tử xa gần, thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con thành kính niệm ân Đại Đức Thích Đạt Ma Ký Hải, Ủy viên Thường trực
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, trưởng ban trị sự, trưởng ban tăng sự kiêm trưởng ban kiến thiết chùa Bửu Hưng vừa mới phát biểu khai mạc. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, kính thưa cùng toàn thể quý vị, để ôn lại quá trình hình thành của ngôi chùa Bửu Hưng trong thời gian khởi công kiến tạo cho đến nay được hoàn mãn, giờ đây chúng con cung thỉnh Đại Đức Thích Nguyên Thông, Phó trưởng Ban trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành, báo cáo công tác xây dựng khu hành chánh và khu chánh điện chùa Bửu Hưng. Thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn trưởng lão, hội đồng chứng minh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức trưởng lão, chư tôn đức hòa thượng, chư thượng tọa Đại Đức Tăng, quý ni trưởng, ni sư, chư tôn đắc ni, các cấp lãnh đạo chính quyền, các tôn giáo bạn cùng toàn thể quý Phật tử. Được sự phân công của ban tổ chức, chúng con xin đọc báo cáo công tác xây dựng chùa Bửu Hưng, trụ sở ban trị sự. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành. Báo cáo công tác xây dựng trụ sở ban trị sự chùa Bửu Hưng. Căn cứ chương trình hoạt động năm 2023 của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành, căn cứ giấy phép xây dựng số 135 trên GBCX ngày 3 tháng 8 năm 2022 của ban Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành về việc xây dựng trụ sở ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành, chùa Bửu Hưng, xã An Phước, thực hiện kế hoạch xây dựng trụ sở ban trị sự huyện, xã An Phước, thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành báo cáo công tác xây dựng các hạng mục công trình như sau. 1. Công tác tổ chức. Sau khi tiếp nhận bàn giao hành chánh và tài chánh giữa ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành khóa 7, khóa 8 vào ngày 15 tháng Giêng năm 2019, ban trị sự tiến hành lập thủ tục hợp đồng số 1511 trên HD 2019 về việc lập bản vẽ thiết kế xây dựng trụ sở ban trị sự chùa Bửu Hưng do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Đức Trùng Dương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đảm trách, trị giá hợp đồng là 300 triệu. Ngày 3 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành cấp giấy phép xây dựng số 135 trên GBCD về việc cho phép xây dựng trụ sở văn phòng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành, chùa Bửu Hưng, xã An Phước. Ngày 8 tháng 8 năm 2022, hợp đồng bản vẽ thiết kế đã được nghiệm thu và các cấp giấy phép xây dựng, tất cả có 8 hạng mục: khối chánh điện, khối hội trường, khối đông lan, khối hành chánh, khối an cư kiết hạ, khối nhà ăn, khối nhà vệ sinh, cổng tam quan. Ngày 12 tháng 9 năm 2022, ban trị sự triển khai kế hoạch số 198 và quyết định 199 về việc tổ chức lễ đặt đá xây dựng trụ sở ban trị sự chùa Bửu Hưng. Triển khai quyết định về bên chánh điện, việc thành lập ban kiến thiết xây dựng gồm 16 thành viên do Đại Đức Thích Đạt Ma Chí Hải làm trưởng ban. Ban hưng công phục vụ công tác xây dựng công trình có 7 thành viên do Đại Đức Thích Chí Thiện chủ trì chùa Bố Lộc chức vụ trưởng ban. Ngày 17 tháng 9 năm 2022, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tổ chức lễ đặt đá xây dựng với sự chứng minh của trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Đạo, cố vấn ban trị sự tỉnh, ban thường trực ban trị sự tỉnh cùng đại diện các ban trị sự huyện thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Nai, về phía lãnh đạo chính quyền tỉnh, huyện, xã, thị trấn Long Thành, chủ trì các tự viện đạo tràng Phật tử, quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, quý công ty, doanh nghiệp cũng về tham dự. Hai lớn tổ chức thi công: một, thi công xây dựng khu hành chánh, tiến hành thi công xây dựng hạng mục số 4 khu hành chánh, nơi làm việc của văn phòng, phòng họp, phòng khánh tiết của ban trị sự, do Đại Đức Thích Chí Thiện chủ trì chùa Bố Lộc thị trấn Long Thành phát tâm thi công với tổng kinh phí là 1 tỷ 636 triệu 245 ngàn. Đại Đức cúng dường 1 tỷ 3
Ban kiến thiết trích từ quỹ xây dựng 336.245.000 để mua trang thiết bị và bổ sung các chi phí do bên thi công phát sinh. 2. Tổ chức chọn nhà thầu xây dựng hạng mục chánh điện. Trước khi thi công xây dựng hạng mục chánh điện, văn phòng ban trị sự nhận 6 hồ sơ dự thầu đăng ký tham gia thi công xây dựng, gồm 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế xây dựng trang trí nội thất Lưu Gia. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư xây dựng thương mại Sài Gòn. 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Lộc Nhà Việt. 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Nam Trà Long. 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phúc Lộc. 6. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng và chống thấm Gia Khang. Ngày 19 tháng 10 năm 2022, Ban Thường trực Ban Trị sự huyện sau khi xem xét các dự toán, thông tin, vật tư kỹ thuật của các nhà thầu đã chọn ra 3 nhà thầu tương đối phù hợp. Từ cơ sở đó, Thường trực Ban Trị sự đã chính thức chọn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Nam Trà Long thi công xây dựng hạng mục chánh điện. Căn cứ hợp đồng số 11/2022 ký ngày 24 tháng 11 năm 2022 giữa Ban Trị sự huyện với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Nam Trà Long, tổng trị giá công trình 6 tỷ 6, bao gồm thuế VAT công trình thanh toán chia làm 7 đợt. Đợt 1 hoàn thành kết cấu phần móng tương đương 1 tỷ 320 triệu đồng. Đợt 2 hoàn thành kết cấu sàn tương đương 990 triệu đồng. Đợt 3 hoàn thành kết cấu sàn tương đương 660 triệu đồng. Đợt 4 hoàn thành kết cấu sàn tương đương 660 triệu đồng. Đợt 5 hoàn thiện phần mái lợp tương đương 990 triệu đồng. Đợt 6 hoàn thiện khung bao cửa sơn nước, hệ thống điện, lát gạch nền, ốp lát tam cấp, lan can, hành lang tương đương 1 tỷ 650 triệu đồng. Sau 12 tháng kể từ khi bên A nghiệm thu đưa vào sử dụng sẽ thanh toán tiếp 5% giá trị công trình còn lại là 330 triệu đồng. 3. Công tác công khai thu chi tài chánh. Ngày 12 tháng 9 năm 2023, Ban Trị sự Phật giáo huyện cùng Ban Tài chánh Phật giáo huyện đã thông báo kêu gọi vận động các tự viện, mạnh thường quân, các doanh nghiệp tham gia cúng dường xây dựng. Ngày 12 tháng 3, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành đã thống nhất thực hiện kế hoạch số 2.295 trên KH trên BTS tổ chức chương trình văn nghệ, tiệc chay tự chọn cây quỹ xây dựng chủ hưng trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành. Kết quả đến nay đã có các đơn vị tổ chức tập thể đạo tràng Phật tử mạnh thường quân, các tự viện và cá nhân đóng góp cúng dường xây dựng với tổng số tiền là 9.124.157.000. Trong đó Phật tử Nguyễn Thị Kim Ánh tự Mỹ Ly pháp danh Diệu Bi phát tâm cúng dường tiền mặt là 2 triệu và những lần sau là 300 tiền mặt là 2 tỷ và những lần sau là 372 triệu đồng. Ngoài ra cô đã cúng dường tượng Bổn Sư, tượng Tổ Sư, tượng Phật Đản Sanh, tượng Hộ Pháp, tượng Tiêu Diện, Đại Hồng Chung, chống Bát Nhã, chuông mỏ Gia Trì 3 bộ, lư hương 4 cái, bàn thờ Phật, bàn thờ Tổ, bàn Hộ Pháp, bàn Tiêu Diện, bàn vong nam nữ, thùng tam bảo, xây dựng bàn thờ chánh điện, bàn thờ Tổ, đắp vẽ cây bồ đề chánh điện, cuốn thư Đại Hùng Bổ Điện, hoành phi từ bi trí tuệ, hoa văn chánh điện và hoa văn hai bên chánh điện, bức tranh thờ Tổ với trị giá quy thành tiền là 6.536.500.000 đồng. Sử dụng kinh phí thanh toán công trình thanh toán trực tiếp cho bên thi công chánh điện là 6.491.000 đồng trên 6.6 tỷ, trong đó phát sinh xây dựng bàn thờ chánh điện là 221 triệu đồng. Chi phí phục vụ lễ đặt đá, vật tư, công thợ lắp, di dời hội trường tạm, trang trí thiết bị các phòng họp, phòng làm việc là 1.575.375.000. Tổng chi đến ngày 23 tháng 10 2023 là 8.066.375.000 đồng. Tồn quỹ đến ngày 23 tháng 10 là 1.057.782.000 đồng. Dự kiến sẽ tiếp tục thanh toán cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Nam Trà Long là 330 triệu đồng. Số tiền còn lại là 727.782.000 đồng được sử dụng tổ chức lễ hoàn nguyện an vị Phật và tiếp tục sử dụng thi công hạng mục số 2 hội trường Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành. 4. Kết luận công trình trụ sở Ban Trị sự Phật giáo huyện đã hoàn thành hai mục số 1 chánh điện và hạng số 4 khu hành chánh. Ban Trị sự tiếp tục khởi công xây dựng hội trường trụ sở và cổng tam quan. Trên đây là nội dung báo cáo công tác thi công xây dựng trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành, chùa Bú Hưng. Kính trình lên Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Đồng Nai và các cấp lãnh đạo chi tường
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Chúng con thành kính niệm ơn Đại Đức Thích Nguyên Thông, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư Ký Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành, vừa mới báo cáo công tác xây dựng trụ sở Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành, chùa Bửu Hưng. Kính bạch hiện tiền chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn tịnh đức ni. Kính thưa quý vị khách quý cùng toàn thể hội chúng, có gì đẹp trên đời hơn thế? Người với người sống để thương nhau. Sáng hôm nay, ban tổ chức chúng con đã nhận được nhiều lẵng hoa và quà chúc mừng cho sự kiện trọng đại này. Giờ này đây, chúng con xin được mạn phép kiền thỉnh chư tôn hòa thượng chứng minh quý vị khách quý hoan hỷ thân lâm lễ phía trước để tặng những lẵng hoa tươi thắm đến ban tổ chức. Trước nhất, chúng con cung thỉnh Đại Đức Thích Đạt Ma Chí Hải, trưởng ban trị sự, trưởng ban tổ chức hoan hỷ thân lâm lên phía trước. Và lẵng hoa đầu tiên đó là lẵng hoa chúc mừng của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đạo hiệu Thượng Thiện Hạ Nhân. Chúng tôi xin mời Đại Đức Thích Minh Ân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện cho Đức Trưởng Lão Hòa Thượng tặng lẵng hoa chúc mừng. Lẵng hoa tiếp theo là của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Lẵng hoa của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thân tặng. Xin cảm ơn Đại Đức và mời Đại Đức về bàn chứng minh. Lẵng hoa tiếp theo là của Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Ngạn, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, trưởng ban kiểm soát Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, và xin mời Đại Đức trưởng ban tổ chức đón nhận. Lẵng hoa tiếp theo là của Hội Thánh Cao Đài. Lẵng hoa của Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, xin hội chúng cho một tràng pháo tay. Và tiếp theo xin mời lãnh hoa của Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh Đồng Nai, xin mời ông Lễ Sanh Ngọc Phước Thanh đại diện cho Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh Đồng Nai lên trao tặng lãnh hoa, và xin mời Đại Đức trưởng ban trị sự, trưởng ban tổ chức nhận lãnh hoa chúc mừng. Tiếp theo là lãnh hoa của Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu, có hai lãnh hoa. Chúng con cung thỉnh Thượng tọa đạo hiệu Thích Thông Hạnh, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành lên trao tặng chúc mừng. Xin mời Đại Đức trưởng ban trị sự, trưởng ban tổ chức nán lại để đón nhận lãnh hoa của Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu. Lãnh hoa tiếp theo là Ban Dân vận tỉnh ủy chuẩn bị. Vâng, lãnh hoa của Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu, chúng con thành kính niệm ân và cung thỉnh Thượng tọa quang lâm về bàn chứng minh an tọa. Chúng con cung thỉnh Đại Đức trưởng Ban Trị sự nán lại để nhận lãnh hoa của Ban Dân vận tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi xin mời bà Phạm Thị Kim Trung tặng lãnh hoa của Ban Dân vận tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai.
Vâng, lẵng hoa của Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai sẽ được trân trọng tri ân. Và tiếp theo là lẵng hoa của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai. Chúng con cung thỉnh Đại Đức trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban tổ chức quang lâm về nơi bàn chứng minh an tọa. Và xin mời Đại Đức Thích Nguyên Thông, phó ban trị sự kiêm chánh thư ký quang lâm về phía trên, đón nhận lẵng hoa của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai. Tiếp theo là lẵng hoa của phòng BA02 Công an tỉnh Đồng Nai. Lẵng hoa của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai xin trân trọng cảm ơn và xin mời bà về lại nơi bàn chứng minh để an tọa. Lẵng hoa của phòng BA02 Công an tỉnh Đồng Nai, chúng tôi xin trân trọng kính mời Đại tá Nguyễn Văn Thọ, đại diện cho phòng BA02 Công an tỉnh Đồng Nai trao tặng, và cung thỉnh Đại Đức Thích Nguyên Thông đón nhận. Tiếp theo là lẵng hoa của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Lẵng hoa của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai, chúng tôi xin mời bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai đại diện trao tặng lẵng hoa, và xin mời Đại Đức Thích Nguyên Thông quang lâm để đón nhận lẵng hoa. Chúc mừng. Tiếp theo là lẵng hoa có Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Thành. Lẵng hoa của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai. Vâng, xin mời Đại Đức Thích Nguyên Thông đón nhận lẵng hoa của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai do bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Giám đốc trao tặng. Xin trân trọng cảm ơn. Và tiếp theo là lẵng hoa của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Thành. Chúng con cung thỉnh Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Phó trưởng ban kiêm trưởng ban hướng dẫn Phật tử huyện lên nhận lẵng hoa. Chúc mừng và xin mời ông Quỳnh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Long Thành đại diện cho các cơ quan đoàn thể. Chúc mừng. Tiếp theo là lẵng hoa của Công an huyện Long Thành. Vâng, lẵng hoa của Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Long Thành. Chúc mừng, xin trân trọng cảm ơn. Và lẵng hoa của Công an huyện Long Thành, chúng con cung thỉnh Thượng tọa nán lại để nhận lẵng hoa của Công an huyện Long Thành. Xin mời ông Cao Hữu Nguyên, Phó trưởng Công an huyện Long Thành quang lâm để tặng lẵng hoa. Chúc mừng. Vâng, lẵng hoa của Công an huyện Long Thành xin trân trọng tri ân. Kính bạch chư tôn tịnh đức tăng già, kính thưa quý vị khách quý cùng toàn thể liệu quý vị, hôm nay ban tổ chức chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi được cung đón bước chân tịnh lạc của quý tôn đức tăng già, quý vị khách quý, quý nam nữ Phật tử về tham dự, cũng như quý tôn đức tại các huyện thị về chứng minh và tham dự, và tặng hoa chúc mừng. Vì thời gian không cho phép cho nên chúng con chỉ mời đại diện một huyện, một thành phố Biên Hòa đại diện lên để tặng lãnh hoa của các ban trị sự trong toàn tỉnh để chúc mừng. Giờ này chúng con cung thỉnh Thượng tọa Thích Minh Ký, Ủy viên dự khuyết Hội đồng trị sự, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa đại diện cho tất cả các ban trị sự trong toàn tỉnh trao tặng lẵng hoa. Và xin mời Đại Đức Thích Đạt Ma Chí Hải, Trưởng ban trị sự kiêm Trưởng ban tổ chức đón nhận lẵng hoa của các ban trị sự trực thuộc tỉnh Đồng Nai. Chúc mừng. Đại diện các cấp chính quyền xã, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phan Công Minh,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Phước đại diện cho tất cả các xã trong toàn huyện lên tặng hoa để chúc mừng, và xin mời Đại đức Thích Nguyên Thông, phó ban kiêm chánh thư ký lên nhận lãnh hoa để chúc mừng. Vâng, lãnh hoa của xã An Phước đại diện cho tất cả các xã trong toàn huyện Long Thành kính tặng buổi lễ hòa nguyện sáng hôm nay, thành kính niệm ân. Kính bạch chư tôn Tịnh Đức Tăng Già, kính thưa liệt quý vị, ban tổ chức chúng con, chúng tôi đã nhận được các lãnh hoa của các huyện quý tôn đức trong địa bàn huyện Long Thành. Chúng con xin được nêu danh lãnh hoa của Ban trị sự thành phố Biên Hòa, lãnh hoa của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Xuân Lộc, lãnh hoa của Ban trị sự huyện Trảng Bom, lãnh hoa của Ban trị sự huyện Nhân Trạch, lãnh hoa của Ban trị sự huyện Cẩm Mỹ, lãnh hoa của Ban trị sự huyện Vĩnh Cửu, lãnh hoa của Ban trị sự huyện Tân Phú, cũng như lãnh hoa của Thiền tự Phước Quang, giỏ quà của Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Ni, lãng hoa hai chậu hoa lan của tu viện Phước Quang, một cặp đèn lưu ly và bốn máy quạt nước của đại lý gạo Út Bèo, cửa hàng sữa Phước Thái một lãng hoa của công ty Long Minh Hân, lãng hoa của hội khuyến học huyện Long Thành, lãng hoa của ban hướng dẫn Phật tử huyện Long Thành, ban nghi lễ Phật giáo huyện Long Thành, ban pháp chế Phật giáo huyện Long Thành, ban kiểm soát Phật giáo huyện Long Thành, ban kinh tế tài chánh Phật giáo huyện Long Thành, ban thông tin truyền thông huyện Long Thành, ban hoằng pháp huyện Long Thành, cũng như tất cả quý vị nam nữ Phật tử quý tôn đức tại các tự viện cũng mang quà hoa đến chúc mừng. Chúng con, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chung. Kính bạch thiện tiền chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn Tịnh Đức Ni, quý vị lãnh đạo các cấp chính quyền. Giờ này đây chúng con nhận thấy món quà của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Xuân Lộc. Xin mời đại diện ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Xuân Lộc Quang Lâm lên phía trước, và xin mời Đại Đức Thích Đạt Ma Chí Hải, trưởng ban trị sự, trưởng ban tổ chức lên đón nhận khánh vàng chúc mừng trong buổi lễ sáng hôm nay. Chúng con cung thỉnh đại diện chư tôn đức ban trị sự huyện Xuân Lộc. Chúng con thành kính niệm ơn và cung thỉnh Đại Đức trưởng ban Quang Lâm về bàn chứng minh an toàn. Chúng con cũng thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Tâm Minh đại diện cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Xuân Lộc chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Xuân Lộc tặng khánh vàng chúc mừng trong buổi lễ sáng hôm nay. Vâng, chúng con thành kính niệm ơn. Cung thỉnh Hòa Thượng Quang Lâm bàn chứng minh an tọa, cũng như Đại Đức trưởng Ban trị sự Quang Lâm chứng minh an tọa. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, đời có đạo thì đời thêm tươi sáng, đạo có đời, đạo mãi quang vinh. Để thể hiện tinh thần hòa hợp như nước với sữa giữa đạo và đời, tinh thần đó thể hiện sự đồng hành Phật giáo cùng dân tộc. Trong các năm qua, với cấp lãnh đạo chính quyền đã hỗ trợ cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành một cách nhiệt tình những Phật sự quan trọng. Giờ này đây, chúng tôi xin mời đại diện ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành đại diện cho các cấp chính quyền lên có lời phát biểu
trong buổi lễ sáng hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Phạm Thị Kim Trung, Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy Đồng Nai. Kính thưa đồng chí Quỳnh Minh Dũng, Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Kính thưa Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Kính thưa Đại đức Thích Đạt Ma Chí Hải, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành, trưởng ban tổ chức buổi lễ. Kính thưa quý chư tôn, đức phẩm, quý tăng ni cùng toàn thể quý Phật tử. Hôm nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành tổ chức lễ hoàn nguyên và an vị Phật chánh điện chùa Bửu Hưng, trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Thành trân trọng gửi đến quý chư tôn, giáo phẩm, quý tăng ni cùng toàn thể Phật tử huyện Long Thành lời chúc mạnh khỏe, thân tâm an lạc, Phật sự viên thành và chúc buổi lễ chúng ta thành tựu viên mãn. Kính thưa quý vị, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành tổ chức lễ hoàn nguyên và an vị Phật chánh điện chùa Bửu Hưng, trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện. Đây là hoạt động có ý nghĩa đáp ứng được nhu cầu về địa điểm giải quyết thủ tục hành chính đạo của Phật giáo, đồng thời cũng đáp ứng nguyện vọng nhu cầu tín ngưỡng của toàn thể quý chư tôn giáo phẩm, tăng ni cùng toàn thể Phật tử trên địa bàn huyện. Qua báo cáo công tác xây dựng trụ sở của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành, tôi ghi nhận những đóng góp của các giáo phẩm, tăng ni cùng toàn thể Phật tử, Phật giáo vào sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương thực hiện tốt chủ trương an sinh xã hội. Đồng thời nhân buổi lễ hôm nay, tôi đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, quý vị tăng ni đoàn kết hơn nữa trên tinh thần lục hòa cộng trụ, phát huy truyền thống kế thừa của Phật giáo nói chung, phát huy những giá trị tinh hoa truyền thống tốt đẹp vốn có của Phật giáo Việt Nam nói riêng để thực hiện có hiệu quả công tác Phật sự của huyện Long Thành, đồng thời tiếp tục gắn kết nhiều hơn nữa với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền huyện và địa phương để tiếp tục vận động đồng bào Phật tử tham gia hưởng ứng thực hiện các giải pháp do huyện đề ra trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác giảm nghèo, công tác hoạt động từ thiện xã hội, góp phần cùng huyện nhà hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2023. Cuối cùng, xin kính chúc quý hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng, ni thân tâm thường lạc, đạo nghiệp tinh tấn, Phật sự viên thành. Kính chúc quý vị Phật tử sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hữu Thành, huyện ủy Quyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, vừa mới đại diện cho các cấp lãnh đạo chính quyền có lời phát biểu chúc mừng trong buổi lễ sáng hôm nay. Thành kính niệm ân và xin kính chúc ông được nhiều sức khỏe và luôn luôn hoàn thành những việc mà Đảng và Nhà nước đã được giao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn Tịnh Đức Tăng già chứng minh. Kính thưa liệt quý vị, người về cho đất nở hoa, cho tình động lại bên tòa chân như. Giờ này đây, tăng ni Phật tử Phật giáo huyện Long Thành, chúng con đang ngưỡng vọng về chư tôn Tịnh Đức Tăng già chứng minh để đón nhận những lời đạo từ cao quý của chư tôn trưởng lão hòa thượng chứng minh. Chúng con nhất tâm kiền thỉnh trưởng lão hòa thượng đạo hiệu Thượng Nhật Hào Quang, thành viên thường trực Hội đồng chứng minh
chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai và huyện Long Thành, Ban đạo từ thành kính cung thỉnh trưởng lão Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch chư tôn trưởng lão Hòa Thượng chứng minh. Cung kính ngưỡng bạch toàn thể chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý vị khách quý, đại diện chánh quyền các cấp, thưa toàn thể Phật tử, kính thưa đạo tràng Phật tử, tôi rất là hân hạnh được dự buổi lễ vừa qua đó, thì tôi thấy hết sức là trang nghiêm. Nhưng mà thưa quý ngài quý vị, có một cái điều tôi cảm thấy trong lòng không yên. Đệ tử của tôi, Đạt Ma Chí Hải, chịu trách nhiệm tham gia các công việc Phật sự tại Ban trị sự Phật giáo huyện Long Thành. Và tôi thấy một cái niềm vinh dự là trong buổi lễ này, nhìn chung quanh thật sự rực rỡ. Tôi nhớ lại không lâu, trong những ngày đầu từ những năm 1982, thì chính tôi cùng các pháp hữu trí thâm để gây dựng cho Phật giáo huyện Long Thành. Thời ấy thực sự mà nói, huynh đệ chúng tôi thiếu thốn vô cùng. Thời gian không bao lâu, các huynh trưởng, các vị tôn đức đã viên tịch, để lại một cái gánh nặng Phật giáo. Và rất là vinh dự được sự quan tâm ủng hộ của các cấp chính quyền, các vị lãnh đạo, toàn thể chư vị tôn đức, các vị mạnh thường quân, các vị Phật tử đã hỗ trợ cho chư tăng chúng tôi nói chung ngày hôm nay mới có được những cái nhân duyên lành, có được những cái ngôi đạo tràng, có được cái trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành uy nghi hoành tráng. Và đặc biệt thấy nhiều hoa quá rực rỡ. Cái điều này khiến cho trong lòng của tôi muốn nhắc đến cái người đệ tử chịu trách nhiệm, cái nhân duyên như thế, cái phước lạc như thế, cái sự ủng hộ lớn như thế. Và hôm nay có cả các vị tôn giáo bạn cũng về đây để chứng dự, góp vui trong cái thành quả của các vị chịu trách nhiệm. Thì gánh nặng này có thể nói là lớn hơn cái thời của chúng tôi. Thưa quý vị, tôi thấy rất là nặng đấy. Cho nên trước nhất thành kính đối với mười phương tam bảo, tam bảo hiện tiền. Tôi mong mỏi toàn thể chư vị tôn đức tăng ni, các ngài luôn an lạc, khỏe mạnh, sống lâu, gìn giữ Phật Pháp và hỗ trợ cho con em của mình giữ vững cái niềm tin
đối với Phật Pháp, đối với chính Pháp, và làm tốt, làm tròn cái việc bản phận mà mình đã giao lại cho các vị. Mong chư Tôn hoan hỷ, lời chân tình của tôi là như thế. Và đặc biệt, từ khi tôi về đất Đồng Nai này, từ năm 75, tôi thấy các vị lãnh đạo từ cấp tỉnh, từ xưa đó, từ thời các vị từ các vị ban tôn giáo, cụ Quyền, cụ Bồn, và tất cả các vị, thì Phật giáo tại huyện này, các vị luôn là những vị lãnh đạo và rất là gì, đồng hành với Phật giáo. Nghe các vị trong lãnh đạo tại huyện này cũng như các vị trong ban mặt trận, ban tôn giáo sát sao đồng hành hỗ trợ cho ban trị sự Phật giáo huyện Long Thành thời những ngày đầu làm lễ tại hội trường Lòng Tàu năm 82. Thực sự mà nói, anh em chúng tôi không có gì. Sự quan tâm ủng hộ của các vị, các ngài lớn lắm. Vậy thì tôi cũng mong mỏi rằng cái nhân duyên lành này, cái sự ủng hộ này của toàn thể quý vị lãnh đạo, các vị mạnh thường quân đối với Phật Pháp, mong rằng các vị luôn có sức khỏe tốt và luôn có cái tâm ủng hộ cho Phật Pháp. Và đồng thời nói hơn riêng một chút là ủng hộ cho tất cả các vị tăng ni trẻ đang chịu trách nhiệm lãnh đạo giáo hội. Dù sao các vị còn trẻ, kinh nghiệm chưa được là bao, công việc thì lớn nó. Rồi bây giờ thì cái nhân duyên lành nó lớn lao như thế. Sự hiện diện trong buổi lễ này, các vị từ lãnh đạo cấp tỉnh, huyện thị đủ hết. Phía tôn giáo thì cũng có cả sự chứng minh ủng hộ chỉ đạo của hội đồng trị sự, hội đồng chứng minh của toàn thể chư vị tôn đức lãnh đạo, của quý trưởng lão hòa thượng đầy đủ hết. Tôi thấy đó là một cái duyên lành, thành tựu lớn. Thưa với thầy trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh, Phật giáo huyện, thầy Đạt Ma Chí Hải, cùng quý thầy, cùng toàn thể chư vị tôn đức trong ban, cái nhân duyên lành như thế, chúng ta chịu trách nhiệm các Phật sự ở đây, chúng ta luôn được sự ủng hộ của toàn thể chư tôn đức lãnh đạo của chúng ta và các vị lãnh đạo phía nhà nước. Và đồng thời sự toàn tâm toàn lực quý Phật tử ủng hộ. Trong cái hoàn cảnh ngày hôm nay mà các vị đề ra xây dựng cơ sở, xây dựng trụ sở, thưa chỉ mới trong vòng một năm mà cơ sở ở đây nó là như vậy, thì thấy rằng tâm lòng, cái ơn đức và cái sự quyết tâm, và đồng thời cũng là cái nhân duyên lành của Phật giáo Việt Nam. Chúng ta là người có trách nhiệm được sự quan tâm chỉ đạo của các lãnh đạo, của chư tôn giáo phẩm. Chúng ta cố gắng làm tròn, làm tốt. Thầy rất là vui, bữa nay rất là bệnh, nhưng mà về đây được dự ngồi đây nãy giờ thấy mọi việc tốt. Chỉ có mấy lời như thế. Mong rằng trên trước chư vị tôn túc lãnh đạo giáo hội, chư vị tôn đức tăng ni, quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp, các vị lãnh đạo các tôn giáo bạn, cùng toàn thể Phật tử, quý vị mạnh thường quân, quý Phật tử đã ủng hộ cho đạo tràng, mong rằng cùng hướng tâm, cùng quyết tiến ủng hộ những cái phần
việc còn tiếp tục ở đây. Thì mong rằng không lâu thì tại trú xứ này, tại huyện này, tại đạo tràng này, mọi việc thành tựu hoàn chỉnh. Và cũng mong rằng tất cả những cái công đức, tất cả những cái biểu tượng, những cái việc làm, những sự thành tựu này đều tập trung để gìn giữ, để mở mang, để phát triển, để tăng ni tứ chúng, để toàn thể người con Phật hướng về đây tu học, giữ vững nền Phật Pháp để làm, để tương lai Phật Pháp có cái cơ hội để cùng đồng hành làm lợi ích cho chúng sanh. Rất là mong như thế. Xin có mấy lời kính dâng lên. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thành kính niệm ân những lời đạo từ vô cùng cao quý và ấm áp của Hòa Thượng thành viên thường trực Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai và huyện Long Thành, đạo hiệu Thượng Nhật Hạ Quang, vừa mới ban đạo từ cho tất cả tăng ni Phật tử và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành chúng con. Chúng con thành kính niệm ân và kính chúc Đức Trưởng Lão Hòa Thượng sức khỏe và Phật sự viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch hiện tiền chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng, quý Ni Trưởng, quý Ni Sư, chư Tôn Tịnh Đức Ni, quý vị khách quý cùng toàn thể liệt quý vị. Giờ này đây là thời khắc vô cùng quan trọng, đó là cử hành nghi thức hoàn nguyện và an vị Phật chánh điện chùa Bửu Hưng, trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành. Giờ đây chúng con xin được xin phép cung thỉnh quý chư tôn hòa thượng và các cấp thân mời quý vị lãnh đạo, các cấp chính quyền, các ban tôn giáo bạn đại diện để niêm hương bạch Phật. Trước nhất chúng con kiền thỉnh Trưởng lão Hòa Thượng đạo hiệu Thượng Nhật Hạ Quang, Trưởng lão Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Đạo, Hòa Thượng Thích Minh Trí, Hòa Thượng Thích Tâm Minh, Thượng Tọa Thích Thông Hạnh và Thượng Tọa Thích Minh Trí, Phó Ban trị sự tỉnh, hoan hỷ quan lâm lên phía trước niêm hương và xin mời quý vị tôn đức đại diện cho các ban trị sự trong toàn tỉnh cũng như các vị đại diện trong các ban tôn giáo bạn, đại diện ban dân vận tỉnh, ban tôn giáo tỉnh, công an tỉnh và ban ngành của huyện Long Thành. Xin trân trọng kính mời chúng ta đồng quan lâm để niêm hương bạch Phật. Đứng gần lên để tụng kinh, đưa cái máy cho. Xin trân trọng kính mời chư tôn Tịnh Đức Tăng già, quý vị khách quý, chúng ta đồng đứng lên, chắp tay hướng về nơi Phật điện. Tang lễ Đức Thế Tôn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tác đại chứng minh hương giới hương định cùng hương huệ, hương giải thoát, giải thoát tri kiến. Đài mây sáng rỡ trùm pháp giới, cúng dường tam bảo khắp mười phương. Nam mô Bồ Tát hương cúng dường, Nam mô Bồ Tát hương cúng dường, Nam mô Bồ Tát hương cúng dường.
đại chúng cùng tụng. Trầm thế rừng thiền hương rực nức chiên đàn vương tuệ đã vung trồng đã giới bốc thành hình non thầm nguyện đốn lò tiền tẩy chúng thành nghiệp cấu trần biển nhập tỳ lô hoa tạng giới cá trùng vô sứ bất siêu luân thủy bất tẩy thủy diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đạn địch đàn tràng sái khô mộc như tác dương sưng khiết với ban như thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trược ế thanh phàm ô hiện tống thanh lương bồ tát liễu đầu cam lộ thị năng linh nhất trích biến sĩ phản tinh chuyên cấu ế tận quyên trừ phổ sứ đạo tràng tất thanh tình nam mô Oh.
Thắng
thấy điều thế nhầm vô sinh nhận nguyện tiêu ba chưa sạch phiền Phục nguyện cửa thiền thường nghiêm tình, toàn chúng mãi thuận hòa, Phật huệ chiếu sáng ngời mưa pháp hằng nhuận gội, Phật tử lòng tin sâu ruộng phước càng tăng trưởng, chúng sanh sống an lạc vui hưởng cảnh thái bình, nơi nơi dứt đạo binh, mỗi mỗi đều thành Phật, khắp nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật pháp thịnh hưng tam đồ dứt sạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tự quy Phật nguyện cho chúng sanh hiểu thấu đại đạo, phát tâm vô thường, tự quy pháp nguyện cho chúng sanh thâm nhập tam tạng trí huệ như biển, tự quy tăng Quang Lý Đại chúng tất cả không ngày.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn tịnh đức ni, quý vị lãnh đạo các cấp chính quyền, quý vị khách quý, các tôn giáo bạn, quý nam nữ Phật tử, hôm nay trong không khí trang nghiêm thấm tình đạo vị tại trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành, chùa Bửu Hưng, Ban tổ chức chúng con vô cùng hân hoan thành tâm cung đón chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, quý ni sư cùng chư tôn thiền đức tăng ni trụ trì các từ viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong và ngoài quyền. Quý ngài đã không quản ngại đường xá xa xôi, đáp lại lời thỉnh cầu của Ban tổ chức chúng con, chấn tích quan lâm chứng minh trong buổi lễ. Ngoài ra quý ngài còn ban bố những lời pháp nhũ vô cùng cao quý, sách tấn cho chúng con cũng như toàn thể đạo tràng Phật tử nơi đây. Chúng con nương vào đó nỗ lực tinh tấn trên con đường hoằng pháp lợi sanh, chúng con nguyện y giáo phụng hành. Ngoài ra Ban tổ chức chúng tôi cũng vô cùng vui mừng hân hoan được đón tiếp với vị lãnh đạo chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể đã đáp lại lời mời của Ban tổ chức chúng tôi trở về tham dự và tặng những lẵng hoa cùng những phần quà đầy ý nghĩa với những lời chúc tốt đẹp nhất trong buổi lễ hôm nay. Đồng thời Ban tổ chức chúng tôi vô cùng hoan hỷ được đón tiếp với vị khách quý cùng chư thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đã dành thời gian quý báu của mình để trở về tham dự trong buổi lễ này. Mặc dù đời sống kinh tế của quý vị còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với tín tâm nơi Tam Bảo, với bồ đề tâm dũng mãnh của mình, quý vị đã đóng góp bằng vật chất cũng như tinh thần để góp phần vào sự trang nghiêm cũng như sự thành công tốt đẹp của lễ hoàn nguyện và an vị Phật ngày hôm nay. Bởi vì Đức Phật đã dạy rằng Phật pháp xương minh do tăng già hằng hóa, tầm lắm hưng thịnh bởi đàn việc phát tâm. Với những công đức mà chư tôn thiền đức tăng ni đã dành cho toàn thể đạo tràng chùa Bửu Hưng chúng con, thành tâm đảnh lễ kính chúc quý ngài được pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành để dìu dắt tất cả chúng sanh trên con đường tu tâm học Phật. Ban tổ chức chúng tôi cũng không quên kính chúc quý cấp lãnh đạo chính quyền, chư vị khách quý cùng toàn thể đạo tràng Phật tử hiện diện nơi đây và gia quyến của toàn thể lượt quý vị đều được sống an lành, hạnh phúc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Buổi lễ đến đây tuy kết thúc về không gian và thời gian, nhưng không kết thúc ở trong lòng của tất cả những người con Phật hiện diện tại đạo tràng nơi đây. Những hình ảnh tôn nghiêm và cao quý của chư tôn tịnh đức tăng già cùng sự hiện diện của toàn thể quý vị sẽ là một sự trợ duyên vô cùng to lớn cho Ban tổ chức chúng con, chúng tôi. Trong buổi lễ ngày hôm nay, Ban tổ chức chúng con, chúng tôi đã cố gắng hết sức để trang nghiêm đạo tràng, nhưng không sao tránh khỏi những điều sơ sót, ngưỡng mong quý ngài và quý liệt vị niệm tình hoan hỷ cho. Cuối cùng, thay lời cho Ban tổ chức, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức giáo phẩm hội đồng chứng minh, chư tôn thiền đức tăng ni, xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của toàn thể lượt quý vị đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất để cho chúng con, chúng tôi tổ chức thành công tốt đẹp buổi lễ này. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, chúng sanh đều được an vui hạnh phúc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn trưởng lão hòa thượng, hội đồng chứng minh chư tôn đức.